Cái tên Hàn Quốc có lẽ rất quen thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta. Quốc gia này thì cũng hiện diện trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến các vấn đề quân sự cùng với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra thì nó cũng nổi tiếng về sự giàu có và là bốn con rồng kinh tế của châu Á. Vậy thì đất nước này có những điều gì thú vị đây? Và những con người tại quốc gia này có những cuộc sống như nào? Đừng bỏ lỡ câu chuyện ngày hôm nay. Video này sẽ giúp bạn hiểu hơn về bán đảo này. Hàn Quốc thì là một quốc gia ở Đông Á, cấu thành nửa phía nam bán đảo Triều Tiên và ngăn cách với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên qua khu phi quân sự vĩ tuyến 38. Phía Tây là biển Hoàng Hải, phía Nam là biển Hoa Đông, còn phía Đông là biển Nhật Bản. Từ năm 1392 đến năm 1897 là thời kỳ của nhà Triều Tiên và tên gọi Triều Tiên được dùng làm quốc hiệu giai đoạn 1897 đến 1910. Phong trào Đông Học nổ ra kết hợp với cải cách Quang Mu của vua Cao Tông, bán đảo chuyển sang dùng danh xưng Đế quốc Đại Hàn, tên gọi của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đều được dịch giống nhau khi sử dụng quốc tế là Korea. Nếu như không quan sát kỹ thì bạn cũng rất có thể sẽ nhầm lẫn. Hàn Quốc thì có đường biên giới trên bộ duy nhất với Triều Tiên ở phía Bắc, dài 238 km dọc theo khu phi quân sự liên triều. Lãnh thổ của Hàn Quốc phần lớn được bao bọc bởi biển với 8.460 km đường bờ biển trải dài ở cả ba mặt Tây Nam Đông. Phía Tây là biển Hoàng Hải, phía Nam là biển Hoa Đông, còn phía Đông là các đảo Wulendo và Liên Khôn trên biển Nhật Bản. Biển này còn được gọi là biển Đông theo cách gọi của người Hàn Quốc. Tổng diện tích tính riêng phần đất liền chưa bao gồm các hòn đảo thì của Hàn Quốc là 100.032 km. Lãnh thổ của Hàn Quốc thì trải dài từ vĩ độ 33 đến 38 độ Bắc và kinh độ từ 124 độ đến 130 độ Đông. Địa hình phân hóa thành hai vùng rõ rệt, vùng rừng núi thì chiếm khoảng 70% diện tích nằm ở phía Đông, còn lại là vùng đồng bằng duyên hải ở phía Tây và phía Nam. Hàn Quốc ít các vùng đồng bằng, rộng các vùng đất thất và sản phẩm của hoạt động xói mòn núi. Khoảng 30% lãnh thổ của Hàn Quốc là các vùng đất thấp, phần còn lại bao gồm vùng cao và những ngọn núi. Phần lớn các vùng đất thấp nằm dọc theo bờ biển, đặc biệt là bờ biển phía Tây dọc theo những con sông lớn. Thành phố lớn nhất của Hàn Quốc là Seoul, có dân số chính thức vào khoảng trên 15 triệu người và nằm ở phía Tây Bắc. Chiến lược phát triển dựa trên nền tảng xanh là sự đại tu toàn diện của nền kinh tế Hàn Quốc. Chi phí cho chương trình tiêu tốn gần 2% tổng GDP. Các sáng kiến phủ xanh bao gồm những nỗ lực xây dựng mạng lưới xe đạp, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời và gió, giảm thiểu các phương tiện chạy bằng xăng dầu để tiết kiệm ánh sáng điện tử không cần thiết vào ban ngày bằng cách áp dụng dòng dải các công nghệ thân thiện với môi trường như đèn LED trồng chiếu sáng trên toàn quốc. Năm 2017 thì Hàn Quốc là quốc gia phát thải khí carbon lớn thứ 7 trên thế giới, cũng như đứng thứ 5 toàn cầu theo bình quân đầu người. Tổng thống Moon Jae-in cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu nhà ứng kính xuống còn 0 vào năm 2050. Hàn Quốc là thành viên của hệ thống Hiệp ước Châu Nam Cực, Công ước về Đa dạng Sinh học, Nghị định Thư ký Kyoto liên quan đến UNESCO với Mexico và Thụy Sĩ, Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, Nghị định Thư Montreal và Công ước Ramsar. Thể chế chính trị của Hàn Quốc là dân chủ đại nghị và dân chủ trực tiếp với quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất. Chính phủ quốc gia hoạt động vận hành theo hệ thống tổng thống chế toàn phần. Trong đó thì tổng thống là nhà lãnh đạo đất nước, người đứng đầu chính phủ kiêm tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang. Hàn Quốc duy trì quan hệ ngoại giao với 191 nước. Quốc gia này là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế lớn, trong đó nổi bật như Liên Hợp Quốc WTO, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và một số tổ chức khác. 56,1% người Hàn Quốc không tôn giáo, Kitô giáo thì chiếm 27,6%, Tin lành là 19,7% và Công giáo là 7,9%, 15,5% là Phật tử, còn 0,8% còn lại là theo các tôn giáo thiểu số. Hàn Quốc thì có 21 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận cùng với 15 di sản thế giới. Trong thời kỳ phong kiến chuyên chế, đặc biệt là nhà Triều Tiên, văn hóa Triều Tiên đạt đến đỉnh cao dưới thời Triều Tiên Thế Tổng. Sau này trong thời kỳ Nhật thuộc, văn hóa Hàn Quốc cận đại chịu ảnh hưởng một phần từ Nhật Bản. Bước sang thời kỳ hiện đại, Hàn Quốc chia sẻ văn hóa của mình với Bắc Triều Tiên.
nhưng hai miền đã phát triển các hình thức văn hóa đương đại khác biệt kể từ khi bán đảo bị chia cắt. Trong lịch sử thì mặc dù văn hóa của Hàn Quốc từng có khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc, ẩm thực của Hàn Quốc thì cũng nổi tiếng nhất với kim chỉ. Đây là món ăn sử dụng quá trình liên men đặc biệt để bảo quản nhiều loại dầu, trong đó phổ biến nhất là cải thảo và cải bắp, khổ tiêu tương Donian cùng Buriranian là các loại nước chấm thông dụng bên cạnh tương tiêu và tương ớt là những gia vị điển hình của một nền ẩm thực nổi tiếng với vị cay. Nhờ chiến lược đầu tư cùng với sự quảng bá mạnh mẽ của truyền thông mà K-pop, dòng nhạc pop của nước này đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thu hút người hâm mộ trên khắp thế giới và trở thành một hiện tượng giải trí toàn cầu. Trong đó thì có nhóm nhạc BTS gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hiện tượng văn hóa cũng được gọi là làn sóng của Hàn Quốc đã càn quét nhiều quốc gia trên khắp châu Á, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quyền lực mềm với tư cách là đất nước xuất khẩu văn hóa và giải trí đại chúng như Mỹ hay Vương quốc Anh. Hàn Quốc còn là thị trường mà phim nội địa được ưu tiên trước các sản phẩm của Hollywood, thể hiện qua việc tỷ lệ khán giả ra rạp xem phim trong nước thường cao hơn nước ngoài. Môn thể thao vua của Hàn Quốc là bóng chày, được du nhập vào Hàn Quốc vào năm 1905. Do người Mỹ giới thiệu, bóng chày đến nay đã trở thành môn thể thao phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Người dân rất quan tâm tới vẻ bề ngoài, không chỉ có riêng nữ giới. Nam giới Hàn Quốc rất thích mỹ phẩm và trang điểm. Người dân nước này chi nhiều tiền cho mỹ phẩm nhất thế giới. Mỗi năm thì nam giới nước này tiêu thụ đến 900 triệu won tiền mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Thảo nào mà cha Hàn Quốc lại ảnh hưởng đến thế giới như vậy. Biết uống là một lợi thế, giống như Việt Nam thì văn hóa nhậu nhẹt tại Hàn Quốc cũng rất phát triển, thậm chí còn được coi là một tập quán của người dân. Cứ mỗi tháng một lần hoặc mỗi tuần một lần, cao hứng hơn thì dăm ba ngày một chuyến. Người dân Hàn Quốc sẽ dắt nhau đến các quán nhậu, các quán bia, chém chú chén ảnh, nói đủ thứ chuyện trên đời, giới biển, chuyện công việc, chuyện chồng, kể con, cả chuyện bí kíp hợp đồng, tất cả đều có thể xảy ra trên bàn rượu. Vì vậy thì đất nước này có rất nhiều điều thú vị, nhưng trong video ngày hôm nay chúng ta không thể nào mà có thể khám phá tất tần tật. Nhưng đây sẽ là một số kiến thức để cho bạn hiểu biết hơn về đất nước này.